Hơn 90 tuổi vẫn đòi ly hôn, cộng đồng mạng cười bò với chuyện tình của hai cụ. Trong đoạn clip, một bà cụ cầm xấp giấy tờ đòi ly hôn với ông cụ. Điều đáng nói ở đây đó chính là cả hai đã ngoài 90 tuổi. Bà cụ này nặng nặc ly hôn ông cụ với lý do tuổi già sức yếu không thể chung sống được với nhau nữa. Một lý do mà nghe xong ai cũng phải hết hồn đến từ phía bà cụ. Hài hước hơn là bà cụ tuyên thề rằng sau khi ly hôn cả hai sẽ không phân chia tài sản, vì vốn dĩ cả hai người họ có gì đâu mà chia. Chắc tài sản của hai cụ là những kỷ niệm mà họ đã trải qua này đây. Bà cụ đọc những nội dung trong giấy tờ ly hôn trước sự ngơ ngác của ông cụ. Ông cụ mặt đơ ra trông rất hài hước, không biết là cụ đang bất lực hay do cụ không nghe thấy đây. Bởi vì khi cụ nghe vợ mình đang nặng nặc đòi ly hôn, bà vẫn phải có đứa cháu kè kè kế bên thuật lại bên tai cho cụ hiểu mới hài à chứ. Khoảnh khắc hài này khiến cư dân mạng phải cười đau cả ruột bởi tình yêu cảm lạnh và sự hài hước của các cụ. Mặc dù nhiều người chỉ biết cười ra nước mắt, nhưng cũng không ít người khen ngợi bà cụ vì dù đã già nhưng mắt vẫn còn tinh anh, đọc rõ chữ trong giấy tờ. Năm nay tôi 82 tuổi, ông Cân 92 tuổi, ông Nguyễn Văn Cân 94 tuổi. Thì nhá, chúng tôi nhanh, tuổi cao sức yếu, không thể chung sống được với nhau nữa. Xin ly hôn, đề nghị quý tòa giải quyết cho chúng tôi được thỏa đáng. Tài sản chúng tôi không chia, không có gì hết cả. Tuổi cao sức yếu không có gì. Ký vào đây. Tuy nhiên, phi vụ ly hôn này chỉ là một trò đùa của bà cụ để hù dọa ông cụ mà thôi. Và sự thật là chẳng có chuyện ai đòi ly hôn ai ở đây cả. Một vài người sau khi xem đoạn clip đã để lại những dòng bình luận nhiều mối như: mình thực sự không hiểu giới trẻ bây giờ suy nghĩ cái gì, đụng tí là ly hôn, khổ con cái, đứa lớn nhất năm nay mới có 70 tuổi, đứa bé gần 50. Nhìn ông cụ có vẻ rén ha ha. Ui sợ quá, sợ quá. Nhìn cảnh một người giận dỗi, nói liên tục, một người ngồi lắng nghe chăm chú giống như mấy cặp đôi trẻ tuổi hồng chứ không giống cặp cụ già hơn 90 tuổi tí nào cả. Mà nói chứ tình yêu của các cụ tới tuổi này mà vẫn đáng yêu như thế thì thật đáng ngưỡng mộ đúng không? Các bạn nghĩ sao về đoạn clip này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.